Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Luật Việt Nam xin chào bạn, hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về pháp luật. Được xem là người thực thi pháp luật, quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, cán bộ, công chức phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về những công việc không được làm. Vậy, những công việc cán bộ, công chức không được làm là gì? Trước hết, phải kể đến là việc thành lập, quản lý doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Phòng chống tham nhũng 2018, cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và hợp tác xã. Công việc thứ hai mà cán bộ, công chức không được làm đó là tham gia bán hàng đa cấp. Cụ thể, theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 28 Nghị định 40 năm 2018 của Chính phủ thì cán bộ, công chức là một trong những đối tượng không được tham gia bán hàng đa cấp. Thứ ba, cán bộ, công chức không được làm luật sư. Vì theo khoản 4 điều 17 Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Do đó, khó có thể hành nghề luật sư khi không có chứng chỉ này. Thứ tư, thêm một công việc mà cán bộ, công chức không được làm đó là kinh doanh trong lĩnh vực mình quản lý. Điểm D khoản 1 điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 nêu rõ, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, giữ chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định. Do đó, dễ hiểu cán bộ, công chức cũng sẽ không được làm công việc này. Công việc thứ năm chính là góp vốn vào doanh nghiệp trong lĩnh vực, ngành nghề trực tiếp quản lý. Theo quy định tại khoản 4 điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan nhà nước thì không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước, hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Và cuối cùng cũng là công việc thứ 6 mà cán bộ, công chức không được làm là làm tư vấn về những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Đây là quy định tại điểm C khoản 2 điểm 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và ngoài nước về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết. Vừa rồi là 6 công việc mà cán bộ, công chức không được làm theo quy định của pháp luật. Sở dĩ luật quy định rõ ràng việc cán bộ, công chức không được làm như vậy nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của Luật Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.